Em chào các bạn nhá. Chào mừng các anh em đã quay lại với kênh YouTube của shop bán hàng online nhá. Thì tiếp tục hôm nay em xin gửi đến các bác những tay điều khiển, mẫu điều khiển nhá. Thì hiện tại em mới về được một lô điều khiển đây. Coi như để phục vụ cho các bác những điều khiển loa điều khiển từ xa. Từ loa Q92, Q93, loa VKS hay là loa Q5, Q001 và Q8 nhé. Đấy. Thì hôm nay em xin giới thiệu chính về cái điều khiển là điều khiển Q92 này, Q92 này, điều khiển phổ thông nhất là chuộng trên thị trường hiện nay. Điều khiển này để giúp các bác khi đi đánh chim là các bác điều khiển từ xa. Thì các điều khiển này em vẫn bao cho các bác là bắt được sóng 200 m đấy, bắt sóng 200 m nhé, trong đường phạm vi đường thẳng nhé các bác nhé, đó, phạm vi đường thẳng. Thì cái loa cái điều khiển của Q92 này cũng hiện tại giờ em cũng đã hết hàng rất là lâu rồi. Thì hôm nay em mới về được lô hàng mới, cũng về được có 50 cái để phục vụ cho các bác là có nhu cầu trước nhá. Nhiều khi là mình đi đánh chim là nhiều khi các bác đút cái điều khiển này là hay bị rơi hoặc là các bác bị rơi xuống nước thì nó sẽ bị hỏng. Thì hôm nay em mới về được đây để phục vụ luôn đây. Mọi vấn đề thắc mắc thì các bác hãy vui lòng liên hệ trực tiếp qua những số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Thì các anh em sẽ em có các anh em trong tổ bán tư vấn cho các bác về cách sử dụng và cách giao dịch nhé. Đó. Thì những bác nào đã sử dụng loa Q92, Q93, AT100 và AT101 rồi thì các bác không xa lạ gì với tay điều khiển này. Điều khiển này là sẽ dùng pin của điện thoại nhé, pin điện thoại của Nokia. Đấy, pin điện thoại Nokia nó pin C5 đấy. Để phục vụ cho để các bác sử dụng. Thì cái tay điều khiển này thì giá của nó thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đi. Liên hệ trực tiếp mình trao đổi cho dễ dàng hơn. Tại vì báo giá trên này trong mùa Covid này nó cũng nhất là khó nhá. Em không thể báo giá minh bạch được, tại vì nó mùa Covid giá nó thay đổi nhất là bấp bênh. Nhiều lúc nó sẽ lên mà nhiều lúc nó xuống. Bây giờ nó mà lên thì em lại phải bắt buộc bán nó lên mà xuống. Thì lại báo giá trên này thì các bạn lại bảo là báo giá thì cao quá nhưng thực tế em mua thì nhất là rẻ ạ. Đó. Thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp về phần loa Q92 này. Hay ngoài loa điều khiển Q92, Q93 ra thì em còn những cái điều khiển gọi là VKS nhá, 898 mà E898 này. E388 hay là Q5, Q5, Q001 để phục vụ các bác này. Mọi vấn đề thắc mắc thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, theo qua những số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Còn bác nào mới truy cập kênh thì hãy cho shop em xin một like, thêm một nút chuông đăng ký kênh để ủng hộ shop em, để shop em lấy những cái động lực để tạo những cái video mới nhất để phục vụ cho các bác vào mùa đi đánh chim 2020 nhé, hay đánh gà. Rồi, em xin chào các bác nhé, hẹn các bác vào video sau. Chúc các bác một mùa đánh chim thật hiệu quả nhé.